chung là gia đình của em rất là nghèo, không có chỗ ở, phải ở nhờ ở đậu. Mà anh hay tin con nó đậu đại học rất là mừng. Mừng mà nghèo không có tiền, giờ cũng phải chạy chỗ này chỗ kia vay tiền để mà lo cho con đóng tiền học phí này kia đó. Giờ cũng gì hơn. Xuân, học sinh lớp 12K10 của trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua, em đã được 28-25 và được vào trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với ngành bác sĩ đa khoa. Từ nhỏ thì em đã có ước mơ trở thành bác sĩ, bởi vì khi vào được trong những bệnh viện, em gặp những người bác sĩ, người ta đã cứu được những người đứng giữa hoàn cảnh, đứng giữa cái ranh giới sống và chết. Và hơn nữa, em cũng đã từng gặp những người mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn giống như em, nhưng mà người ta mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Em rất là muốn giúp đỡ họ, nhưng lúc đó thì em không làm được gì hết. Nên là em cố gắng phấn đấu để được trở thành một bác sĩ, để có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình. Khi biết được mình đã đổ vào trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, em rất là mừng. Và trong quá trình chờ đợi kết quả thì em đã có cộng học điều để phụ giúp được gia đình mình. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của em rất là khó khăn, cho nên là vẫn còn thiếu thốn, mà mẹ em đã phải đi vay thêm. Và được sự giúp đỡ của thầy Bình Nhân Sơn và sự giới thiệu của thầy Nguyễn Phú Cường thì em đã gửi mail vào báo Dân Trí để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Mong là mọi người sẽ hiểu và giúp đỡ để em có thể hoàn thành được ước mơ của mình.